mình đem cái lờ dính con rắn ghi cá về nè các bạn. Để mình cắt cái mắt lưới mình mới bắt nó ra được nha các bạn. Nó bị dính lưới rồi. Bây giờ lấy cái ghi kéo mình cắt nha các bạn. Là nó vô nó ăn con cá rồi nó nồng vào cái mắt lưới nè. Chỉ cần cắt một cá một phần ra rồi. Nó ăn con cá gồ hay gì các bạn, cá cứng nhắc. Đực hay gì nó dài quá các bạn ơi. Ôi, con rắn đực rồi các bạn. Này mà con nghĩ con rắn cái là giờ bự dữ dữ lắm nè. Đực các bạn ơi, quá trời luôn. Nó đực cái đuôi nó dài thòn nè các bạn. Đây, nó có khúc này nè. Đấy. Này còn gắn cái là khủng luôn. Nhưng mà nó không dính. Rồi để mình bắt mình bỏ vô rồi. Rồi khi lát mình rảnh mình đi thăm mấy cái lờ kia nữa các bạn ơi.